Những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh Ngày Mới 12 tháng 3 năm 2021. Từ năm 2021, thêm nhiều quyền lợi cho người lao động. Gương mặt đại sứ tại giải Bà Đen Mountain Marathon 2021. Tự hào du lịch Tây Ninh. Tuyết Vân và Hải Đăng xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tayninhtv.vn. Thưa quý vị, sáng nay thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021, kính chúc quý khán giả có một ngày làm việc thật nhiều hiệu quả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua cùng chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Sáng ngày 11 tháng 3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 3 năm 2021. Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã thông tin chuyên đề công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Với mục tiêu đến năm 2030 đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hiện nay tỉnh Tây Ninh đang tập trung đầu tư xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thông minh để phục vụ người dân và khách du lịch hiệu quả hơn, đưa Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề án phát triển du lịch thông minh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2021. Theo đó, cổng thông tin du lịch của tỉnh tại địa chỉ https://du lịch.tayninh.gov.vn đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối các nhà quản lý, người dân, du khách và doanh nghiệp. Thưa quý khán giả, ngày 10 tháng 3 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 bộ sách cánh diều. Hội nghị triển khai sách được tổ chức trực tuyến với 98 điểm cầu ở các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh, hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc tiểu học tham gia. Sách giáo khoa lớp 2 bộ sách cánh diều năm nay có 8 cuốn gồm toán, tiếng Việt, âm nhạc, hoạt động trải nghiệm, tự nhiên và xã hội, đạo đức, mỹ thuật và giáo dục thể chất. Thưa quý khán giả, Bộ Luật Lao động năm 2019 được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, có nhiều nội dung mới liên quan đến quyền lợi của người lao động. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028 và nữ ở tuổi 60 vào năm 2035, theo lộ trình mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ và mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam. Bắt đầu từ năm 2021, quyền nghỉ hưu sớm hơn và nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 tuổi. Bộ luật lao động đã nới trần làm thêm giờ theo tháng từ 30 giờ một tháng lên 40 giờ một tháng, bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Đảm bảo sự tự do giao kết hợp đồng lao động, nhà nước chỉ ban hành mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động tự quyết định chính sách tiền lương, bảo đảm bình đẳng giới, mở rộng sự bảo vệ đối với lao động chưa thành niên và sửa đổi các luật liên quan. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay, đảm bảo 100% hành khách khai báo y tế điện tử trước khi qua điểm kiểm tra soi chiếu an ninh tại các cảng hàng không. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử khi làm thủ tục trực tuyến, đồng thời từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo và các quy định về an toàn dịch bệnh. Quán triệt bộ phận an ninh soi chiếu khi phát hiện hành khách chưa khai báo y tế thì cần liên hệ với đại diện các hãng hàng không để hướng dẫn hành khách hoàn thành khai báo theo quy định, đảm bảo 100% hành khách khai báo y tế điện tử. Trường hợp để hành khách chưa khai báo y tế theo quy định lên tàu bay, các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Với nguồn năng lượng lan tỏa đầy tích cực kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, hướng tới xây dựng hình ảnh một Tây Ninh xanh sạch đẹp. Hai gương mặt đại sứ tại giải Bà Đen Mountain Marathon 2021 chính là những người đã viết nên câu chuyện về ý chí bền bỉ và khát khao chinh phục bao giấc mơ vượt trội. Thanh Vũ tên thật là Vũ Phương Thanh,
người phụ nữ Việt Nam được vinh danh là người phụ nữ châu Á đầu tiên và là một trong 13 người phụ nữ trên toàn thế giới hoàn thành được thử thách chạy qua 4 sa mạc hoang dã và khắc nghiệt bậc nhất thế giới với chiều dài 1.000 km trong một năm ở giải chạy siêu bền quốc tế 4 Desert Grand Slam, gồm sa mạc Sahara, sa mạc nóng nhất thế giới, sa mạc Gobi, sa mạc gió nhất thế giới, sa mạc Atacama, sa mạc khô nhất trên thế giới và Nam Cực, nơi lạnh nhất thế giới. Đỗ Trọng Nhân, nhà vô địch Việt Nam Jungle Marathon 2019, quán quân tại cự ly 50 km giải chạy Benaeco 100 năm 2019, danh hiệu dù leo núi hệ Nam phong trào toàn quốc 21 km tại giải vô địch quốc gia Việt Giả leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 27 năm 2021. Giải Bà Đen Mountain Marathon 2021 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 với 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km tại khu du lịch Sun World Bà Đen Mountain. Các vận động viên tham gia giải có thể đăng ký tại địa chỉ badenmountainmarathon.sunworld.vn. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ là đơn vị bảo trợ truyền thông, cập nhật, đăng tải các thông tin sự kiện bên lề, truyền hình trực tiếp diễn biến của giải trên kênh TTV11, fanpage, YouTube, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV, website chính thức tayninhtv.vn. Hãy để những bước chạy xanh tiếp nối nhau và truyền cảm hứng cho cộng đồng thêm yêu thể thao, yêu du lịch và yêu cuộc sống. Thưa quý khán giả, từ lâu, Tây Ninh được nhiều người biết đến với ngọn núi Bà Đen, nổi tiếng là linh thiêng và cao nhất Nam Bộ, đúng không Tuyết Vân? Đúng rồi Hải Đăng, và tuy nhiên thì đây không phải là niềm tự hào duy nhất của du lịch Tây Ninh, vì cùng với núi Bà Đen thì Tây Ninh còn có nhiều công trình hiện đang giữ kỷ lục, không chỉ của khu vực mà còn của cả thế giới. Ngày nay, trên đỉnh ngọn núi Bà Đen cao nhất Nam Bộ đã có thêm tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững, uy nghiêm với tổng chiều cao lên đến 72m. Cùng lúc đạt hai kỷ lục, gồm tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi và tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi. Bên dưới chân núi, nhà ga Bà Đen cũng được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên đến gần 11.000m². Không những thế, Tây Ninh còn có tòa thánh cao đài, công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo được xây bằng bê tông cốt tre, có hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, với dung tích chứa khoảng 1,6 tỷ mét khối nước. Tiếp theo chương trình, Hải Đăng sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết cùng với những lưu ý để có nguồn năng lượng dồi dào trong cả ngày dài. Thưa quý vị, hiện nay khối không khí lạnh có cường độ ổn định. Đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Ninh ít chịu ảnh hưởng ở phía Tây Nam và suy yếu dần. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ và độ ẩm là từ 63 đến 70%. Mực nước tại Gò Dầu, sông Vàm, Cỏ Đông là từ 0,70 đến 0,75m. Kính thưa quý vị, mùa hè nhiệt độ ẩm thấp là điều kiện thuận lợi cho các loại vi sinh vật phát triển và gây bệnh. Trong đó, sốt xuất huyết là một trong những bệnh hay gặp vào mùa hè. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch. Sốt xuất huyết có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất là trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm đến 90%. Và sau đây là một số biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh mùa hè. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Chủ yếu và đạt hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Ngủ màn, mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt vào ngay cả ban ngày. Và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Chủ động đưa trẻ đi tiêm uống vaccine, phòng một số bệnh như là bệnh tiêu chảy do phệ khuẩn tả, virus rota, viêm não Nhật Bản, thủy đậu. Quý vị thân mến, mong rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin bổ ích. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thứ Sáu, Hải Đăng và Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý vị rất nhiều chương trình hay dành cho tất cả quý vị, trong đó có những chuyên mục như là an ninh trật tự, pháp luật và đời sống với nhiều thông tin mới được cập nhật trong thời gian gần đây. Tuyết Vân và Hải Đăng mời quý vị khán giả cùng xem những chương trình này sẽ có thông tin gì quý vị nhé. Trong chuyên mục an ninh trật tự phát sóng kỳ này, kính mời quý khán giả theo dõi những hoạt động của lực lượng công an Tây Ninh trong 2 tuần qua.
Nội dung xoay quanh công an các đơn vị nghiệp vụ chủ động tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bắt giữ nhiều vụ đối tượng vi phạm về hành vi đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng hóa nhập lậu, mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, cần sự chuẩn bị chu đáo để luật phát huy tác dụng khi đi vào cuộc sống. Đây là đạo luật lớn, bao trùm lên các mặt của đời sống xã hội. Trong chương trình Pháp luật và đời sống, vào lúc 21 giờ 35 phút hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về những điểm mới và việc triển khai thực hiện luật này trong thời gian tới qua phóng sự Luật xử lý vi phạm hành chính, những điểm mới và việc thi hành. Mời quý vị khán giả đón xem. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Là nếu trong 48 tiếng đồng hồ không bắt được thằng thì phải thả họ về. Mình không thể lâu hơn nữa hả ba? Không. Ba chỉ giúp cho con được 48 tiếng. Kế hoạch 48 giờ của Thuận Trình sẽ có kết quả như thế nào? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 23 của bộ phim Sứ mạng song sinh sẽ được phát sóng lúc 12 giờ. Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng, nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm thời của thơ. Những lời ca chứa đựng tất cả tình cảm với quê hương sẽ có trong chương trình Tài tử cải lương, gợi nhớ quê hương, phát sóng lúc 15 giờ 45 phút. Có lời mẹ ru chan chứa nỗi niềm. Quỳnh đã đeo từng lớp mặt nạ trên mặt. Người sai ở khi đã đặt kỳ vọng nhầm chỗ, điều phù giao cần lúc này là gì? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 33 của bộ phim Phù giao hoàng hậu sẽ được phát sóng lúc 17 giờ. Và cả những thương tiếc đó. Cuộc gặp gỡ được tính toán, lên kế hoạch cẩn thận của Hướng Anh Đồng có đem lại kết quả như mong muốn. Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn và bất ngờ ở tập 16 của bộ phim Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm. Phim được phát sóng độc quyền trên TTV11 vào lúc 19 giờ 45 phút. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, trong trận đấu lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League giữa Liverpool và Leipzig, hai bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Mohamed Salah và Sadio Mane đã giúp The Kop giành quyền vào tứ kết, đồng thời tạo nên cột mốc lịch sử cho thầy trò ông Jurgen Klopp. Với chiến thắng 2-0 trong trận lượt về, Liverpool đã vượt qua đội bóng nước Đức với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận để chính thức có vé vào vòng tứ kết. Đáng chú ý, dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, Liverpool đã thắng đến 12 trên 13 vòng knock-out tại Champions League. Lần duy nhất mà Lữ Đoàn Đỏ dưới thời chiến lược gia người Đức bị loại sớm là khi họ bị Atletico Madrid vượt qua ở vòng 1/8 giải đấu này mùa trước. Với Sadio Mane, kể từ mùa giải 2017-2018 đến nay, đã có 12 bàn thắng tại các vòng knock-out Champions League. Chỉ có Cristiano Ronaldo là ghi bàn nhiều hơn tiền đạo người Senegal ở các vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, với pha dứt điểm vào lưới của Leipzig, Mohamed Salah đã có bàn thắng thứ 25 trên mọi đấu trường mùa này. Không cầu thủ nào khác ở giải ngoại hạng Anh làm được điều này như ngôi sao của Liverpool từ đầu mùa 2020-2021 đến nay. Còn trong cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Barcelona, bàn thắng của Mbappe trong trận đấu này cũng giúp tiền đạo người Pháp vượt qua một kỷ lục của Messi. Theo thống kê, Mbappe chính là cầu thủ xé lưới Barca nhiều nhất trong một mùa giải Champions League với 4 bàn. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 25 bàn tại Champions League khi mới 22 tuổi 80 ngày, xô đổ kỷ lục cũ do Messi thiết lập là 22 tuổi 286 ngày. Thời gian qua, dư luận đã nhắc rất nhiều về Mbappe và Erling Haaland như những cái tên đủ sức kế thừa Ronaldo và Messi trong tương lai. Sau khi Ronaldo, Messi nối gót nhau chia tay Champions League, còn Mbappe và Haaland đi tiếp, dự đoán này càng có nhiều cơ sở để trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13 giờ 30 phút trên kênh TTV11. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.